Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ hai tại Hoa Kỳ ngày 8 tháng 3. Và lúc mà làm video này các bạn thấy được giá Bitcoin xoay quanh tới mức là khoảng 51.000 đô. Và trong vòng 24 giờ qua giá Bitcoin lên tới mức cao nhất đó là 51.862. Chúng ta thấy được là giá Bitcoin tiếp tục có sự hồi phục. Và nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ nến ngày đi, thì các bạn thấy được là cái đợt điều chỉnh này chúng ta đang ở trong cái ngày đó chính là ngày 15 tổng cộng nghĩa là 15 ngày chúng ta đã nằm trong cái cuộc điều chỉnh này rồi và chúng ta tiếp tục chờ đợi coi coi là giống như là tháng 1 hay là không khi mà chúng ta có đợt điều chỉnh đã điều điều chỉnh tổng cộng là 31 ngày trước khi mà giá Bitcoin có một cái sự đột phá rời khỏi cây đỉnh cũ. Đợt này chúng ta điều chỉnh tổng cộng là 15 ngày Nhưng mà ngoại trừ Bitcoin ra các bạn thấy được là có một đồng cũng có cái sự tăng trưởng rất là tốt đó chính là đồng Ethereum Chúng ta thấy được là trong vòng 24 giờ qua Ether đã có một cái sự đột phá và chúng ta nhìn vào tình hình thì bây giờ thì các bạn thấy được là Ethereum bây giờ ở mức là khoảng 1735 trong vòng 24 giờ qua cao nhất là cũng có mức này 1752 thì chúng ta thấy rời Ethereum thì có một số những cái thông tin rất là tốt Hôm nay chúng ta dành thời gian để mà nói về cái thông tin liên quan tới Ethereum Cái đề xuất EIP-1559 và đề xuất này có ý nghĩa như thế nào Chúng ta cũng dành thời gian để mà nói về một số những cái thông tin nổi bật Trong ngày hôm nay cũng như chúng ta sẽ nói tới những cái thông tin liên quan tới NFT Nhưng mà chúng ta trước hết nhìn chung vào thị trường đi Thì bạn điều trị thị trường nhìn chung đó Thì tuy là đã có sự hồi phục nhưng mà trong thời điểm này ở trên kho 360 đó thì có đồng màu xanh có đồng màu đỏ coi như là phần lớn cũng là cái sự tiến triển về mặt giá cả ngày hôm nay và một trong những cái điều mà thúc đẩy sự tiến triển không gì khác hơn đó chính là cái sự tiến triển của gói hỗ trợ 1,9 nghìn tỷ bây giờ thì chúng ta được là gói một phẩy 9 nghìn tỷ được thông qua bởi thượng viện bây giờ cần chỉnh sửa một chút xíu tài liệu sau đó thì sẽ được thông qua và sẽ được ký bởi tổng thống Joe Biden và cái điều mà cần thiết là cái gói hỗ trợ này phải được thông qua để mà tiếp tục cung cấp tiền trợ cấp cho những người nào mà đang thất nghiệp tại vì cái tiền trợ cấp đó sẽ hết hạn vào ngày 14 tháng 3 cho nên có hỗ trợ phải được thông qua trước ngày 14 tháng 3 và chúng ta hôm nay nhìn vào thị trường tài chính nói chung đi thì các bạn thấy được chúng ta đi vào trong bóng CNBC thì bạn thấy được là ngày hôm nay thì có một sự tăng trưởng tiếp tục ngày hôm thứ sáu tuần vừa rồi đó thì chúng ta cũng đã để ý thấy là bắt đầu sáng thứ sáu đó là một cái sự đi xuống giá nhưng mà sau đó thì có thông tin tốt được chia sẻ và mọi người đã bớt lo lắng hơn liên quan đến là lạm phát sẽ dẫn đến là lãi suất tăng. Cho nên cuối cùng thì thứ sáu các bạn thấy được kết quả thì cái thị trường chứng khoán đã có sự hồi phục trở lại và sau đó các bạn thấy được là cái sự hồi phục đã kéo theo thị trường crypto và ngày hôm nay thì cái thông tin mà cuối tuần chúng ta được nghe nói tới cái hỗ trợ đã, đã thấy là phản ảnh trong giá cả của cổ phiếu ngày hôm nay cho nên các bạn thấy được là những chỉ số đã tăng như là Dow Jones đã tăng 1,47%, S&P 500 đã tăng 0,83% và Nasdaq đã tăng 0,09% Coi như là Nasdaq thì đi hàng ngang Nhưng mà chúng ta nhìn vào thị trường dầu đi Và trường dầu thì hợp đồng bây giờ là xuống 0,88 Ở mức là 65 đô À, cho một thùng dầu vàng thì các bạn thấy là tiếp tục đi xuống bây giờ vàng là xuống 1,15% ở mức là 1679 crypto chúng ta cũng mới vừa nói tới các bạn thấy được là phần lớn là các đồng đều có cái sự tăng trưởng và chúng ta thấy được cái sự tương quan đó giữa thị trường chứng khoán và thị trường crypto đó trong cái thời gian mấy ngày qua thì rất là chặt chẽ có nghĩa là các bạn thấy được là nếu như mà ngày hôm nay thường nghĩ là chúng ta nếu như mà thấy thị trường chứng khoán màu đỏ thì thị trường crypto nghĩ là hôm nay cũng sẽ là màu đỏ chúng ta hãy tiếp tục theo dõi thông tin này nhưng mà nhìn chung thì chúng ta trở lại trang web CoinGecko đi các bạn thấy được trong vòng 24 giờ qua thì những đồng lớn đó thì các bạn thấy được là sau khi mà có cái sự hồi phục đó thì trong vòng 24 giờ qua chứ nó Congetco đó thì cũng đi hàng ngang ngoại trừ chúng ta có những đồng nổi bật như là các bạn thấy là Ethereum thì Ethereum là tăng 5,8% các bạn thấy được là chúng ta thấy những đồng như là đồng Binance Coin hay là đồng Cardano hay là Polkadot thì không có sự thay đổi trong vòng 24 giờ qua. XRP tăng 22% Uniswap các bạn thấy là tiếp tục giữ vị trí là vị trí thứ 8 và các bạn thấy được Uniswap bây giờ ở mức là 23 đô 60 cent tăng 7,2% Chainlink tăng 9,4% Litecoin là con đi hàng ngang thì bây giờ chúng ta hãy nhìn vào trong vòng 24 giờ qua những đồng nào mà có sự tăng trưởng nổi bật ở trong cái top 100 này thì chúng ta thấy là tiếp tục những cái đồng liên quan tới NFT lại có sự tăng trưởng. Các bạn thấy được là trong vòng 24 giờ qua thì Chilis tiếp tục tăng trưởng 36,5%, Engine Coin tăng trưởng 24,3%, Terra tăng trưởng 17,6% và Hedera Hashrap tăng trưởng 16% cũng như là Celsius cũng tăng trưởng phần trăm tương tự. Nhưng mà nói tới những đồng nào mà đi xuống mạnh trong vòng 24 giờ qua thì các bạn thấy được là hầu như không có. Các bạn thấy là những đồng mà đi xuống mà nhiều nhất trong cái tháng 100 này chỉ xuống có 10% mà thôi. Đó chính là ZK và các bạn thấy là Ocean Protocol thì xuống 9,4% coi như là không đáng kể. Nhưng mà những đồng mà tăng trưởng mạnh ấy, vẫn là những đồng bây giờ đứng trong cái mảng đầu tư gọi là NFT và tôi sẽ cố gắng dành thời gian để mà chia sẻ thêm về cái mảng này với các bạn ngày hôm nay Chúng ta nhìn, nếu các bạn đi vào trang web CoinGecko rồi các bạn bấm vào NFT Thì các bạn thấy được là đây là những cái đồng liên quan tới cái hệ thống NFT này Đây là một trong những cái mảng đầu tư rất là mới Có thể nói đây là những cái token nằm trong hệ thống gọi là token sưu tầm Thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào thì có rất nhiều đồng tăng trưởng rất mạnh mẽ Trong vòng 24 giờ qua như là chúng ta vừa nói tới là Engine, như là Chilis Ở Decentraland thì tăng 8%, Sen 10%,

Axie Infinity tăng 29,5% có thể nói là rất nhiều những đồng NFT có sự tăng trưởng rất là mạnh không những là trong vòng 24 giờ qua mà trong một tuần qua tăng trưởng rất nhiều tại vì sao tại vì cái sự hứng thú liên quan tới NFT đang bùng nổ và thực ra mà nói là chúng ta vẫn chưa có thực sự là hiểu được cái bản chất của NFT là gì thông vẫn có nhiều cái sự suy nghĩ liên quan tới mảng đầu tư này mà thường sẽ chia sẻ với các bạn một lát nữa nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà các bạn có hứng thú muốn theo dõi thuận capital trên mạng xã hội đó các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin như là telegram channel facebook Twitter, vân vân. Đây là những thông tin mà các bạn có thể tìm thấy bằng cách ta bấm vào cái link bên dưới và theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội các bạn có thể tìm thấy những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và các bạn có thể tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital nhưng mà nào mà xem cái chương trình YouTube này các bạn có thể là nhận được những ưu đãi trong đó bao gồm như là các bạn có thể nhận bonus khi mà đăng ký thông liên của Thuận Capital hay là các bạn được giảm phí giao dịch khi mà đăng ký thông liên của Thuận Capital cho những cái dịch vụ mà có tên tuổi như là sàn Binance, sàn Binance US, sàn Bybit, sàn Coinbase, sàn LMT, một sàn mà có copy trade là một sàn margin và các bạn cũng có thể là tham gia vào những cái ứng dụng như là ứng dụng BlockFi để làm cái ứng dụng mà các bạn có thể gửi tiền kỹ thuật số vào để nhận lại hàng tháng hay là ứng dụng CryptoQuant đây là một cái trang web hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu phân tích on-chain thì những bạn nào có hứng thú thì cứ bấm vào cái link bên dưới để tìm hiểu thêm chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một số những thông tin nổi bật và trước hết chúng ta hãy nói tới thông tin lớn đây chính là thông tin liên quan tới Ethereum đi thì các bạn cũng nên nhớ là Ethereum ngày năm tây có nghĩa là thứ sáu thường đã chia sẻ với các bạn là ngày năm tây chúng ta đã nhận được thông tin đó chính là Ethereum EIP có nghĩa là cái đề xuất của Ethereum một năm chín sẽ được kích hoạt với Ethereum London hai phút chín tháng bảy mỗi lần giao dịch thì sẽ có Ether bị đốt đi Ether sẽ ngày càng khan hiếm hơn thì tại sao thường đã nói như vậy tại sao mà các bạn thấy là Ethereum là một cái À, mạng lưới mà không có cái số lượng ấn định thì làm sao chúng ta có thể nói là Ether sẽ ngày càng kháng hiếm hơn mặc dù là sẽ có một số những cái Ether bị đốt đi và tôi sẽ chia sẻ thêm rõ ràng hơn với các bạn tại vì khi mà các bạn nhìn vào cái mạng lưới của Ethereum đi để thường trở về cái trang web chính của CoinGecko và chúng ta đi vào Ethereum thì các bạn sẽ được lại Ethereum đó thì bây giờ các bạn thấy là tổng cộng trên thị trường là có 110 4 triệu 967.069 đồng Ether ở thời điểm anh hoàn video này với mức giá là 1.754 đô cho một đồng Ethereum nhưng mà khi chúng ta nhìn vào cái số lượng Ether đi thì tối đa là không có có nghĩa là các bạn thấy là Ether là một cái mạng lưới hiện bây giờ là lạm phát mãi mãi thì chúng ta thấy được đây là một trong những cái điều mà nhiều người nói là làm cho giá cả Ether không có cái sự tăng trưởng mạnh nhưng là mọi người mong muốn tại vì cái số lượng Ether là không có giới hạn nhưng mà các bạn hiểu đây là một trong những cái điều rất khác biệt giữa Ethereum và những mạng lưới khác. Tại vì và Buterin và đội của Ethereum thì nghĩ là mạng lưới cần phải có một cái sự an toàn và nếu như muốn đảm bảo cái sự an toàn lâu dài đó thì mạng lưới cần phải có một cái chế độ cung cấp cái phần thưởng cho những người mà tham gia vào để mà bảo vệ Vì lý do đó phải cần y tờ à, được lạm phát liên tục Và lạm phát cái quan trọng ở đây là không phải mạng lưới lạm phát hay không Mà mạng lưới lạm phát có kiểm soát hay là không Và nếu như mạng lưới mà có một cái phần trăm lạm phát ấn định Thì sẽ khiến cho mạng lưới này sẽ có một cái chế độ bảo vệ tốt hơn Tại vì lúc nào cũng sẽ có người tham gia vào để mà bảo vệ Tại vì có cái phần thưởng ấn định không giống như là những mạng lưới như là Bitcoin sau này Thì khi mà Bitcoin không có còn ra đời nhiều một lóc nữa Thì lúc đó có nhiều người tham gia vào đào Bitcoin hay là không Hay là lúc đó họ sẽ bỏ mạng lưới Bitcoin mà đi đào những đồng khác Đây là một trong những cái lý thuyết mà chúng ta sẽ không biết câu trả lời Tại vì các bạn thì được là ít nhất Nếu chúng ta muốn biết câu trả lời thì phải mấy chục năm sau Khi mà Bitcoin không còn nhiều nữa Và các bạn thấy là một lóc ra đời là chỉ còn một phần nhỏ Bitcoin mà thôi Thì lúc đó cái phí đó có đủ để cho những thời đào tiếp tục Kinh doanh đào Bitcoin hay không và đương nhiên kinh doanh đào nghĩa là tham gia vào bảo, bảo vệ mạng lưới cho nên Ethereum thì có suy nghĩ khác là cần phải có làm phát liên miên nhưng mà chúng ta thấy được là cái đề xuất 1559 này đó thực ra đề xuất này không phải là sinh ra để mà quản lý cái việc làm phát của Ether mà cái đề xuất này sinh ra đó là để giải quyết cái vấn đề liên quan tới phí hiện bây giờ. Tuy là chúng ta thấy được là phí đó thì bạn thì được Ethereum thì cái phí bây giờ là chúng ta có những giải pháp như là những cái mạng lưới trên Ether đó những cái ứng dụng trên Ethereum thì có những cái giải pháp tầng hai đang thực thực hiện cũng như là Ether 2.0 thì vẫn đang diễn ra nhưng mà trong cái thời gian ngắn hạn đó thì EIP 1559 này cái mà cái đề xuất này hy vọng có thể làm được đó chính là chia ra cái phí làm hai cái phí làm hai như thế sao có nghĩa là hiện bây giờ đây các bạn thấy là mỗi lần mạng lưới ether bị tắt nghẽn thì mạng lưới ether thực hiện một cách gọi là các bạn có thể đấu giá nghĩa là ai trả phí cao thì chỉ được giải quyết cho dịch lạ hơn và điều này sẽ khiến cho cái phí có thể là cao hơn cần thiết tại vì mọi người đều đấu giá khiến cho phí cứ tăng lên tăng lên thì mọi người đều sẽ trả phí rất là cao để có thể được giải quyết trong lúc mà mạng lưới tắt nghẽn EIP 1559 này đó thì sẽ hủy bỏ cái phần đó và cái cách mà làm việc đó Twitter sau này khi mà đề xuất này được à, phát hành vào tháng 7 của năm nay thì sẽ là chia ra cái phí làm hai phần, một phần gọi là cái phí căn bản, một phần gọi là cái phụ phí. Có nghĩa là các bạn thấy ra cái phí căn bản đó thì nó sẽ tự điều chỉnh lên xuống tùy theo là mạng lưới có tắc nghẽn hay không có nghĩa là các bạn không cần phải uh, tự đấu giá nữa mà cái phí nó sẽ tự điều chỉnh điều này sẽ làm cho cái phí nó ổn định hơn khi mà mạng lưới không tắc nghẽn cái phí là rất là thấp khi mà mạng lưới tăng lên uh, thì cái phí nó cũng sẽ tăng theo và nếu như các bạn mà muốn có cái uh, được giải quyết lẹ hơn thì các bạn có thể là thêm một phần phí vào gọi là phụ phí thì phụ phí này sẽ khiến cho cái dịch các bạn được giải quyết trước những dịch khác nhưng mà mỗi lần mà giao dịch xong đó thì cái phí căn bản nó sẽ bị đốt đi, có nghĩa là các bạn thì được là trên mạng lưới mà có càng nhiều ether được giao dịch thì sẽ dẫn đến số lượng ether bị đốt đi càng ngày càng nhiều hơn. Và điều này sẽ dẫn đến là giảm phát Tại vì các bạn thấy được là nếu như mà giao dịch quá nhiều Thì đồng Ether sẽ bị đốt đi rất nhiều Khiến cho cái số lượng Ether được đào ra mỗi ngày Có thể là không nhiều bằng cái số lượng Ether bị đốt đi Đây là một trong những điều có thể gây cái áp lực Khiến cho giá cả Ether được tăng lên Và đương nhiên mạng lưới sẽ có cái phí ổn định hơn Khi mà cái đề xuất 1559 này được thực hiện Và chúng ta thấy được đó là khi mà chúng ta nhìn vào cái đề xuất này đó thì một phân tích dựa theo là năm ngoái có bao nhiêu giao dịch ở trên mạng lưới của Ether thì một giao dịch là gì? Một giao dịch có nghĩa là các bạn sử dụng để mà trả phí trên mạng lưới, các bạn sử dụng Ether để mà tham gia vào DeFi vân, vân tất cả đều nộp giao dịch có miễn có nghĩa là miễn là có Ether di chuyển thì sẽ có một phần phí bị đốt đi. Thì một cái thống kê năm ngoái đó trong vòng 365 ngày qua thì cho thấy là gần 1% của tổng số Ether có thể bị đốt đi dựa theo cái thống kê của năm ngoái có nghĩa là càng nhiều giao dịch thì Ether sẽ càng bị đốt đi nhiều hơn. Mà thì nếu như mà một năm mà giao dịch như là năm ngoái đó thì cái số lượng Ether bị đốt đi là gần 1% của tổng số Ether có thể nói là làm cho cái phần trăm lạm phát giảm đi rất là nhiều. Đương nhiên đây là một cái yếu tố khiến cho ảnh hưởng đến giá cả và chúng ta nhìn lại thì các bạn thấy không chỉ riêng là Ether hiện bây giờ là bắt đầu là có cái sự hứng thú liên quan đến là cái đề xuất EAP 1559 này có thể dẫn đến giá cả tăng như thế nào mà các bạn thấy được là Ether thì liên tục bị lóc lại trong Ether 2.0 bây giờ các bạn thấy là cho đến ngày hôm nay ngày 7 tây thì chúng ta thấy được là cái số lượng Ether mà bị lóc lại ở trong cái hệ thống của Ether 2.0 đã lên tới gần như là 3% các bạn thấy được tổng cộng là 2,98% đang được lóc lại. Cho nên các bạn thấy được là những cái yếu tố này khiến cho giá cả của Ether đương nhiên trong vòng 24 giờ qua có cái sự tăng trưởng và các bạn thấy được là đó là lý do tại sao mà chúng ta nhìn vào Ether để refresh cái chai này lại thì các bạn thấy được là đó là lý do tại sao mà mạng lưới của Ethereum đã có cái sự tăng trưởng các bạn thấy được là bây giờ đã lên tới mức là 1734 và thường nghĩ là nhiều người bây giờ có thể là vẫn chưa hiểu được cái sự ảnh hưởng của đề xuất EIP 1559 này cho nên các bạn thấy được là càng ngày khi mà nhiều người càng hiểu được cái sự ảnh hưởng liên quan đến giá cả thì giá của Ether sẽ phản ảnh suy nghĩ của mọi người liên quan tới EIP 1559 này và cái đề xuất này đã sẽ được kích hoạt chung với lại cái hard London vào tháng 7 thì Ethereum vẫn có hai cái hard sắp, sắp sửa à, tiến tới thứ nhất là cái hard tháng 4 đó chính là cái hard Berlin và kế đó là tháng 7 là hard London thì cái EIP 1559 này sẽ kích hoạt trong tháng 7 chứ không phải là trong tháng 4 Đây là cái thông tin mà chúng ta nhận được mới nhất mà thường muốn mang đến cho các bạn Tuy nhiên, các bạn đi là không phải ai cũng có cái suy nghĩ là Ether 2.0 rất tốt cho mạng lưới của Ether Một trong những cái nhóm người mà không như vậy đó chính là những cái thời đào Đương nhiên các bạn thấy được là những thời đào đó họ đang chống đối lại Tại vì sao? Tại vì bây giờ thu nhập của họ đang rất tốt Các bạn thấy được là trong cái thời gian qua đó khi mà mạng lưới Ether uh, bùng nổ, tắt nghẽn rất nhiều người tham gia vào DeFi vân vân thì đương nhiên những thời đào sử dụng hệ thống của họ để mà đào Ethereum cái phí mà họ nhận được đó là rất là tốt đương nhiên khi mà cái đề xuất EIP 1559 này được đưa ra đó thì các bạn cũng đã thấy được là một phần phí sẽ bị đốt đi cũng như là đốt đi một phần thu nhập của họ thì đương nhiên là họ không có thích cái đề xuất EIP 1559 này tại vì họ nghĩ là cái thu nhập của họ sẽ bị giảm xuống thì họ có thể làm gì Nhiều bà hỏi thường là nếu như mà thu nhập họ giảm xuống nhưng mà giá của ether tăng lên thì có phải là họ cũng huề hay không có thể là họ kiếm được nhiều tiền hơn hay là không cái vấn đề là cái giá ether tăng lên nó cũng không ảnh hưởng nhiều đối với những cái miner ngoại trừ là họ lưu trữ đồng ether mà thôi tại vì khi mà các bạn nói tới những cái thời đào đó thì khi, khi mà họ đào đó cái phí mà họ lấy đó là tính theo cái số lượng tiền tính theo đô la nhưng mà trừ ra bằng đồng Ethereum cho nên giá Ether tăng lên thì đơn giản họ lấy cái phí tính theo đồng Ether thì rẻ hơn cho nên các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái tình hình này đó thì cái giá Ether tăng lên không ảnh hưởng nhiều đối với những cái thời đào mà những thời đào nó họ muốn có cái thu nhập nhiều tính theo Ether hơn thì họ có làm gì các bạn thấy được là tấn công 51% là cái lựa chọn mà họ có thể làm tại vì đương nhiên đây là một hệ thống mà vẫn còn đang trong cái hệ thống là Proof of Work như là hệ thống đào sau này thì Tami phải chuyển qua cái hệ thống Stake nhưng mà bây giờ vẫn là hệ thống đào thì tấn công 51% nhưng mà các bạn thấy là làm điều này thì đương nhiên họ không được lợi cái, lợi gì hết tại vì họ đang chú tâm vào đào Ether mà nếu như bản thân họ lưu trữ thì thì tấn công 51% cũng sẽ ảnh hưởng đến họ tại vì giá Ether có thể đi xuống đó là một lựa chọn là không có tốt đương nhiên đây không phải là một lựa chọn thì nghĩ là nhiều thời đạo sẽ nghĩ đến thứ nhì nữa là họ có thể bỏ đào đương nhiên họ có thể là nhân đào Ethereum chuyển qua đào uh, Ethereum Classic ETC vân vân những đồng mà họ có thể sử dụng máy đào của họ để mà đào đương nhiên như bạn nói là họ có thể chuyển qua đào Bitcoin thì các bạn nên hiểu là bây giờ đào Bitcoin các bạn cần những cái máy đào ASIC e những cái máy đào Ethereum là dùng những cái card đầu họa cho nên khi mà chuyển qua đào Bitcoin sẽ không có hiệu quả mà họ có thể chuyển qua đào những cái mạng lưới khác mà có sử dụng những cái giao thức tương tự như là Ethereum Classic nhưng mà các bạn thấy được là cái chi phí mà họ thu được từ cái bên những mạng lưới khác có thể là không bằng mạng lưới Ether mặc dù là Ether đã kích hoạt EIP 1559 và đương nhiên các bạn thấy được là đào đây thì ai cũng có thể tham gia vào đào được người này không đào thì sẽ người khác đào tại vì lợi nhuận vẫn còn có và sau này thời gian dài hạn thì Ether sẽ chuyển qua thành Ethereum 2.0 và hệ thống này hệ thống staking cho nên trên căn bản họ có bỏ đào đi nữa thì cũng sẽ người khác tham gia vào đào và trong thời gian dài hạn thì sẽ không còn đào nữa cho nên đây cũng không phải là một cái vấn đề để quá lo ngại vấn đề thứ ba là ha phối đương nhiên họ có thể cùng nhau để mà tách chuỗi có nghĩa là khi mà đề xuất này bắt đầu là kích hoạt thì họ có thể là tách Ether làm hai một bên là có EAP 159 một bên là sẽ không có nhưng mà các bạn thấy được là cuối cùng tôi nghĩ là Ethereum thì mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ cái phiên bản hiện tại cũng như là các bạn thấy là sau khi tách rời giữa Ether và Ethereum Classic sau cái đợt mà đau hát của năm 2016 đó thì cuối cùng mạng lưới Ethereum vẫn là mạng lưới đứng thứ nhì ở thời điểm hiện bây giờ các bạn thấy được là mạng lưới là đứng thứ nhì trong bảng xếp hạng của tất cả những cái crypto và là bạn lưới đứng đầu trong cái số lượng người tham gia vào để mà quản lý mạng lưới, phát triển mạng lưới thì các bạn thấy được là Ethereum cộng đồng rất là mạnh cho nên chứ dù là có ha phố tách chuỗi nữa thì cũng cảm thấy là cuối cùng thì Ether vẫn sẽ đứng vững ở trong cái tình hình hiện bây giờ tại vì rất nhiều người ủng hộ EIP 1559 và rất nhiều người hy vọng là cái đề xuất này trong thời gian ngắn hạn có thể giải quyết được một số vấn đề liên quan tới phí của mạng lưới Ether và đương nhiên sẽ làm cho giá cả của đồng Ethereum có giá trị hơn. Đây những thông tin mà muốn mang đến cho các bạn liên quan tới Ethereum và đề xuất EIP 1559. Thì trong thời gian vài tháng tới đây chúng ta sẽ nghe nói tới rất nhiều và rất nhiều liên quan tới đề xuất EIP 1559 này. Các bạn nghĩ sao? Thì các bạn hãy comment ở bên dưới nói tóm lại. Thì đề xuất này sẽ khiến cho mỗi lần mà giao dịch thì sẽ có một số lượng Ether bị đốt đi. Và cứ như vậy thì càng nhiều dịch thì càng nhiều Ether bị đốt đi. Và càng nhiều Ether bị đốt đi thì sẽ càng ít Ether trên thị trường thậm chí có thể dẫn đến là giảm phát nếu như mà cái số lượng tế bị đốt nhiều đến mức mà còn nhiều hơn cái số y tự địa đào được hàng ngày thì các bạn có thể tưởng tượng được là cái tình hình bây giờ sẽ ảnh hưởng như thế nào à, đối với giá cả của Ethereum. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những thông tin khác nổi bật ngày hôm nay thì thông tin là công ty PayPal đã confirm nghĩa là xác nhận là họ sẽ mua cái công ty quản lý những cái mạng lưới uh, crypto đó chính là công ty Curve thì các bạn thấy được đó, Curve là một công ty như thế nào Curve là một cái công ty mà họ đưa ra một cái giải pháp quản lý an toàn cho những cái tài sản kỹ thuật số thì công ty PayPal sẽ mua lại công ty này mặc dù là chúng ta không biết được là giá cả họ mua sẽ là bao nhiêu nhưng mà công ty Coinbase sẽ mua lại cái công ty Curve này để mà làm gì để mà có thể kích hoạt cái hệ thống quản lý những cái dữ liệu an toàn trên mạng lưới blockchain với lại công ty PayPal thì đương nhiên đây là một bước cho chúng ta thấy được là công ty PayPal rất là chú tâm và quan tâm đến phát triển cái mạng crypto này. Các bạn cũng nên nhớ là công ty PayPal là cuối năm ngoái là bắt đầu cho những khách hàng mua và bán crypto trên mạng lưới của PayPal. Nhưng mà bây giờ công ty PayPal đã đầu tư thêm. Các bạn thấy được là họ rất là chú tâm về mạng đầu tư này. Và chúng ta thấy được một thông tin khác nữa đó chính là cái quỹ Bitcoin ETF thứ ba của Canada có thể là xuất hiện trong tuần này các bạn cũng đang nhớ là trong tuần rồi chúng ta đã có hai cái quỹ đầu tư bitcoin etf chúng ta có cái quỹ đầu tư các bạn thấy được là ở trên màn hình đó chính là cái quỹ đầu tư liên quan đến Evo Fund Group và Purpose Investment hai cái ETF này đã có mặt ở trên cái sàn chứng khoán của Canada nhưng mà bây giờ cái quỹ đầu tư thứ ba đang được đề xuất và nếu như mà được chấp nhận thì có thể là sớm nhất là thứ ba sẽ có mặt ở trên sàn chứng khoán của Canada các bạn thấy được là chúng ta thấy là nước Canada là một nước mà đang tiến tới rất là mạnh mẽ để chấp nhận Bitcoin ETF như là một mảng đầu tư ở trên thị trường chứng khoán có nghĩa đây là một quỹ đầu tư etf mà người thể mua bán cổ phần rất đơn giản giống như các bạn mua bán những chứng khoán khác trên sàn chứng khoán mà thôi cho nên các bạn thấy được là cái cơ hội mà một bitcoin etf được thông qua ở hoa kỳ đang rất là cao tại vì ở canada có thể là trong tuần này sẽ có tới ba cái bitcoin etf điều này cho chúng ta thấy được một điều là cái sự hứng thú và cái à, sự quan tâm cũng như là cái lợi ích mà những công ty ra mắt cái quỹ đầu tư bitcoin etf này rất lớn cho nên họ mới tiếp tục và tiếp tục xin phép để có thể có thêm quỹ đầu tư bitcoin etf thì chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi xem thông tin này sẽ như thế nào Và chúng ta bây giờ hãy um, nhìn vào một cái tài liệu được chia sẻ bởi Decrypt liên quan tới MFT Thì thì bây giờ là một trong những cái bản đầu tư mà đang được rất nhiều người quan tâm đến Các bạn có thể nghe nói những cái thông tin mà có thể thấy khó hiểu Giống như là một cái tweet của Jack Dorsey, nghĩa là CEO của công ty Twitter và công ty Square Thì các bạn thấy được là một cái tweet này thôi bây giờ đã được bán ở trên các bạn thấy được Cent Xen là một cái dịch vụ mà cho các bạn bán những cái NFT, thì các bạn thấy được là cái thuyết này thôi, và bây giờ đang được đấu giá và đấu giá lên tới 2,5 triệu đô la tại sao mà một cái thuyết như vậy lại có thể được đấu giá mà tại sao lại đáng giá lên tới 2,5 triệu đô la và không chỉ riêng là các bạn thấy được là đây là một cái trường hợp riêng lẻ mà các bạn thấy được là chúng ta có những người như là Lindsay Lohan một trong những người cũng nổi tiếng ở Hoa Kỳ các bạn thấy được là Lindsay Lohan cũng đã bán được rất nhiều những cái NFT tổng cộng là bán được với cái chỉ giá là 45,4 uh, Ethereum tổng cộng Cái phí mà thu được khi mà bán NFT và các bạn cũng đã thấy được là CG Thì một cái thuyết này của CG thôi đã bán được cái giá là thường nhớ là khoảng 6.000 đô la Nhưng mà sau đó thì các bạn thấy được là bây giờ đó là cái uh, bán sang tay lại đó Đấu giá đã lên tới 125.000 rồi Thì có thấy nhiều bạn nhìn thông tin này cảm thấy là rất là mơ hồ Tại sao một cái thuyết có thể đáng giá như vậy NFT là gì Thì thường đã chia sẻ với các bạn ấy, đơn giản trong cái video vừa rồi là NFT nó một cách đơn giản là NFT là một trong những cái token gọi là cái token Uh, sưu tầm có nghĩa là mỗi cái token đều có cái sự khác biệt cho nên phân biệt được là token này là như thế nào token kia là như thế nào thì bây giờ đó có một cái suy nghĩ là những cái tài sản kỹ thuật số những cái tài sản điện tử cũng có thể sưu tầm được Giống như là các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào những người mà đi sưu tầm à, những cái thẻ giống như là những cái thẻ baseball đi Chứ như là những cái thẻ liên quan đến là những người mà đánh bóng chày Thì những cái thẻ này đó đối với những người mà quan tâm và sưu tầm đó, thì rất đáng giá Các bạn thấy được là cái thẻ này trên màn hình đó, các bạn thấy là đang được đấu giá ở trên eBay có thể lên tới cái mức là 25.000 đô Thì bây giờ nhiều người nói là những cái tài sản điện tử cũng có thể được đấu giá tương tự Các bạn cũng có thể sở hữu được những cái tài sản điện tử Thì làm sao sở hữu được tài sản điện tử được Các bạn thấy được là nhiều người cho là Các bạn thấy là một cái thuyết này à, của Jack Dorsey Thì đây chỉ là một cái hình mà thôi Thì cái hình này ai copy mà cắn được Thì tại sao nó lại đáng cái giá là 2,5 à, triệu đô la Thì bây giờ đã được đấu giá Thì cái vấn đề ở đây đó là các bạn thấy được là cái sự khác biệt là bây giờ đó thì có những cái dịch vụ như là sent thì các bạn có thể là tạo một cái token. Cái token đó là đại diện cho giống như trường hợp này đi là đại diện cho cái thuyết này của Jack Dorsey. Và trong cái mã nguồn nó sẽ có một cái địa chỉ dẫn đến cái hình của cái thuyết này và cái hình đó sẽ được giữ ở trên một cái mạng lưới tập trung. Đây là một cách mà để chứng minh được các bạn là chủ sở hữu cái thuyết này tại vì Jack Dorsey đã bán cái thuyết này cho bạn nếu như bạn là người mà đấu giá thành công thì điều này uh, có ý nghĩa như thế nào các bạn thì rằng mọi người này nói là tại sao lại bỏ tiền ra trong khi mà các bạn có thể có một cái token làm đại diện như cái thuyết này và cái token đó là chứng minh được là các bạn sở hữu cái thuyết này tại vì cái token đó là một cái token NFT là một cái token sưu tầm cho nên cái token đó là chỉ có bạn có mà thôi không ai có hết và trong mã nguồn để là cái địa chỉ ví mà lưu trữ token đó là địa chỉ ví nào và bạn là chủ địa chỉ ví đó thì nên chứng minh được bạn là sở hữu của cái thuyết này nhưng mà đây là một cái hình mà thôi thì mọi người đều có thể copy được thì các bạn thấy được đây là một trong những cái sự suy nghĩ mà thường cũng đang suy nghĩ hiện bây giờ NFT đó đây là một cái suy nghĩ rất là mới các bạn sưu tầm những cái hình ảnh tranh ảnh video những cái thứ đó là những cái vật điện tử ai cũng có thể copy được thì có thực sự là có giá trị hay là không Tại vì các bạn thấy được là khác, nhiều người cho là cái sự khác biệt giữa các bạn sưu tầm giống như các bạn sưu tầm rượu, các bạn à, uh, sưu tầm hình ảnh baseball đi. Đây là những cái vật mà các bạn có thể mua, các bạn có thể là lưu trữ trong tay được. Thì cái sự khác biệt rất lớn, các bạn thấy được là một cái uh, thẻ baseball card này không dễ bị làm giả trong khi mà các bạn có thể là dễ dàng copy hình ảnh được nhưng mà một trong những suy nghĩ rất thú vị được chia sẻ bởi một tỷ phú mà nhiều bạn biết tới đây là một trong những người ở trong site tank của US đó chính là Mark Cuban thì tỷ phú Mark Cuban là một trong những người mà đang rất quan tâm đến cái mảng NFT này và Mark Cuban chia sẻ một suy nghĩ rất thú vị đó chính là cái lý do tại sao mà một người nào đó sở hữu, sưu tầm một vật nào đó là không phải lúc nào cũng cầm vật đó trong tay. Nhưng mà cái giá trị là đến từ người ta biết được là người ta là chủ sở hữu cái vật đó. Trong cái thế giới mà vật chất bây giờ thì các bạn chứng minh được các bạn là chủ sở hữu là các bạn đang giữ trong tay cái vật đó các bạn chứng minh được là tôi đang sở hữu cái thẻ này nhưng mà trên căn bản không có mấy người mà cầm cái thẻ này liên tục để mà ngắm các bạn thì được là họ mua tại vì cái thẻ này trên màn hình đó đã có một cái ý nghĩa gì đó đối với họ có một cái ý nghĩa sưu tầm đối với họ và họ lâu lâu mới nhìn cái thẻ này một lần mà thôi nhưng mà cái mà họ rất là vui là họ đã có thể là có được cái thẻ này trong tay và họ là chủ của cái sở hữu của thẻ này và chứng minh là cái thẻ này đang nằm trong cái um, sự quản lý của họ nhưng mà ở trên mạng lưới đó thì thực ra mà nói là cũng như vậy mà thôi Mark mình nói là khi các bạn đi mua một cái thuyết uh, của Jack Dorsey đi thì các bạn sẽ không có mấy ngày mà nhìn cái thuyết này liên tục cái mà các bạn muốn đó là người ta biết bạn là chủ sở hữu của cái thuyết này và điều này có thể chứng minh được dễ dàng ở trên uh, mạng lưới blockchain và các ta các bạn nhìn vào ai là chủ sở hữu của cái địa chỉ ví mà đang lưu trữ cái token đại diện như cái thuyết này các bạn có hiểu ý của thường nói hay là không? Cái sự khác biệt đó là không có nhiều. Cái sự khác biệt giữa sở hữu một cái tài sản điện tử hay là một cái tài sản vật chất đó không có gì khác biệt. Tại vì cái mà các bạn muốn đó chính là cái tư tưởng là các bạn là chủ sở hữu và các bạn chứng minh được. Chứ chứng minh được mới là quan trọng. Thì chứng minh được ở trong cái uh, thế giới vật chất là các bạn cần phải có cái vật đó trong tay còn chứng minh được trong thế giới điện tử là bạn cần phải có một cái token NFT là các bạn chứng minh là các bạn đang giữ token đó trong cái ví đó và các bạn là chủ sở hữu cái ví đó thì các bạn sẽ chứng minh được thì đối với cái góc nhìn đó thì không khác nhau bao nhiêu đây là cách mà chia sẻ của Mark Cuban thì thực ra mà nói là thuận vẫn chưa có cái quyết định cá nhân của mình là NFT có thật sự là có giá trị hay là không nhưng mà một điều các bạn đã thấy được là những cái giao thức liên quan tới NFT đang rất là nóng và các bạn cũng đã thấy được là cái sự tăng trưởng và giá cả của nhiều token liên quan tới những mạng lưới NFT đang phát triển rất là mạnh và làm sao để các bạn có thể tham gia để mà mua những cái token NFT này thì các bạn có thể tham gia bằng cách là các bạn bấm vào NFT các bạn thấy được vào contact code, bấm vào NFT để các bạn có thể thấy được là những cái à, giao thức, những cái dự án nào mà liên quan tới cái mạng đầu tư này. Hay là các bạn muốn tự đi mua một cái vật gì đó để mà lưu trữ đó thì các bạn có thể là đi mua bằng cách là các bạn cũng tương tự thôi. Các bạn tạo một cái ví uh, Metamask. Thì khi mà các bạn tạo cái ví Metamask rồi đó thì các bạn có thể là đi vào uh, những cái mạng lưới mà mua bán NFT. Như là các bạn có thể uh, đi vào những ứng dụng như là cái ứng dụng sent Các bạn kết nối với cái ví Metamask thì sau đó các bạn có thể là mua những cái token NFT này có thể là các bạn đi mua cái thuyết của Jack Dorsey vân vân đây là một trong những cái sự kiện đang xảy ra bây giờ đương nhiên đây không phải là lần cuối cùng chúng ta nói về NFT thông sẽ chia thêm với các bạn trong thời gian tới đây liên quan đến phát triển của cái thị trường này và đây là những cái thông tin mà thủ muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và ở cái phần cuối của video này tôi muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ một số những thông tin chi tiết hơn về những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng một thùng capital. Trong đó chúng ta có những cái ưu đãi như là các bạn có thể đăng ký được những bonus cũng như được giảm cái phần trăm phí giao dịch. Các bạn thấy là một trong những sàn rất nổi tiếng đó chính là sàn Binance.com hay còn gọi là Binance Quốc tế. Đây là cái sàn Binance mà đã có từ năm 2017. Và các bạn thấy là đây là một cái sàn mà chúng ta có thể nhận được 20% phí giao dịch spot giảm hay là 10% phí giao dịch future giảm khi mà các bạn thông qua link của Thuận Capital Các bạn có thể bấm vào một trong hai link này Link màu xanh dương hay là link màu vàng Thì các bạn bấm vào các bạn sẽ thấy được là chúng ta thấy là kickback rate là 20% Nghĩa là các bạn sẽ được trả lại 20% khi mà giao dịch ở trên sàn Binance thông qua link của Thuận Capital thì các bạn có thể là bấm vào một trong hai link các bạn đều có thể được hưởng cả hai 20% phí giao dịch spot được giảm và 10% phí giao dịch future sẽ được giảm và nhiều bạn hỏi thường là giao dịch spot là dịch gì giao dịch spot là một cái giao dịch thông thường sàn binance các bạn thấy được đây là một cái sàn mà hiện bây giờ không có hỗ trợ us trader nếu như các bạn là một người ở hoa kỳ thì các bạn cần phải sử dụng sàn binance us bên dưới này cũng có link đăng ký các bạn bấm vào còn về một sàn mà có hỗ trợ us trader hiện tại đó chính là sàn LMT. Đây là một cái sàn margin có chế độ copy trade như là các bạn có thể copy lại những cái trader khác và hiện bây giờ cũng có những cái ưu đãi độc quyền đến từ MT như là các bạn có thể là nhận được bonus cho đến cái ngày là 26 tháng 2 bonus có thể lên tới là hơn 400 đồng USDT tùy theo là các bạn nạp vào bao nhiêu tiền vào sàn Me trade này những chi tiết xem bên dưới và đương nhiên các bạn tham gia bất cứ một cái dịch vụ nào ở trên danh sách này các bạn đều phải bấm vào cái link màu xanh lá cây đây là cái link để các bạn có thể điền đơn vào nhóm những hỗ trợ đội thôn cáp sẽ hỗ trợ các bạn về những cái thắc mắc liên quan đến sử dụng những cái dịch vụ này và các bạn thấy được là chúng ta có thể tham gia vào sàn margin nổi tiếng sàn margin bybit thì bây giờ thì các bạn tham gia thì cái phí giao dịch tháng đầu sẽ được giảm 10% sàn Coinbase một sàn mà hiện bây giờ đã đang hỗ trợ Hoa Kỳ, Anh Úc và 27 quốc gia thì bây giờ thì sàn Coinbase vẫn chưa có hỗ trợ Việt Nam Đây là một cái sàn mà tôi nghĩ là ai cũng đã biết rồi Các bạn có thể là tham gia thông Liên Thuận Capital khi mà các bạn mua 100 đô crypto đầu tiên Các bạn sẽ được tặng 10% sau khi mà đã thành công mua 100 đô đầu tiên Sàn Prime XP Team thì bây giờ có bonus 5% khi mà nạp tiền Các bạn có thể là nhập cái mã Thuận C để nhận được bonus này Các bạn hãy bấm vào xem chi tiết để tìm hiểu thêm hay là các bạn có thể tham gia vào ứng dụng BlockFi, đây là một cái ứng dụng lending có lại. Các bạn có thể là gửi đồng Ethereum, Litecoin, Bitcoin và một số đồng khác vào trong cái ứng dụng BlockFi này và có thể nhận lại hàng tháng. Và bây giờ có cái bonus lên tới 250 đô khi mà các bạn gửi tiền vào BlockFi. tùy theo các bạn gửi là bao nhiêu bấm vào xem chi tiết đây là một cái ứng dụng mà thường đã xài rất là lâu rồi và đương nhiên crypto khoan đây là cái ứng dụng mà hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu phân tích on chain mà chúng ta sử dụng hàng ngày nhưng mà nào mà tham gia thông minh của khác Capital thì có thể nhận được 30 đô la credit lần đầu tiên khi mà các bạn nâng cấp tài khoản với nhiều tính năng và bấm vào xem chi tiết để tìm hiểu thêm và đây là những cái thông tin mà thuận mang đến cho các bạn liên quan đến những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn.